anh em thì đã không ạ? Trời ơi, phải nói là rất là phê luôn anh em ạ. Thật sự luôn, đồ họa mình chưa bao giờ, mình chơi game Free Fire nhìn thấy cái đồ họa thế này, và mình cũng không nghĩ rằng là sau 21 mùa OB và đến bây giờ đây, phiên bản Free Fire Max, mình nghĩ là trong phiên bản OB22 thì nó sẽ được cập nhật chính thức để cho anh em có thể tải về nhá. Còn hiện tại là đang chỉ là server test thôi. Ui, cái đậu xanh này. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Yo, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ngày hôm nay thì chúng ta đến với một trận đấu trên đảo Thiên Đường. Và có một cái điều đặc biệt đấy là chúng ta đang chơi trên phiên bản Free Fire Max nha. Tức là đây anh em thấy không ạ? Hiện tại thì mình đang để cái đồ họa ở mức Ultra HD, tức là rất là nét luôn anh em ơi. Các bạn thấy không ạ? Ui, đây là phiên bản Free Fire tương lai nhá. Thì lý do tại sao mà Free Fire lại ra mắt cái phiên bản đồ họa cao? Khởi đầu game Free Fire thì bắt đầu với những phiên bản đồ họa thấp này và sử dụng được cho rất là nhiều những dòng máy anh em chơi game mượt mà. Còn đến bây giờ thì game Free Fire đã phát triển rất là nhiều rồi. Hôm nay là mình test cái phiên bản này thì cảm thấy là ui, đồ họa phải nói là cực kỳ là đẹp luôn. Từ từ đã, mình sẽ chuẩn bị một số trang bị nha. Yes, chúng ta có thêm một cây SKS nữa. Và hiện tại thì Kẹo đang sở hữu combo đấy là một cây Spark 12 này, một cây SKS nha. Ui, anh em thấy chưa? Trời ơi, vãi cả trưởng chưa này. Đồ họa game này anh em này, nó đẹp vô đối luôn. Ui dồi, màu sắc phải gọi là chân thực anh em ạ. Rất là nét luôn. Rồi nha các bạn. Đây, nãy giờ thì Kẹo chưa thấy ai cả nhá. Ui, vãi trưởng. Thanh niên nào đấy hả? Làm gì đây? Ui dồi, ra đây em ơi. Đậu xanh này. Ui dồi ôi, chạy làm sao được hả? Rồi nha. Thì trong cái phiên bản này là hầu như là rất là ít người chơi, bởi vì là phiên bản Free Fire Max thì nó giới hạn cái số lượng người test mà. Thế nên là lúc nãy mình bắn nó chỉ là một con bot thôi anh em ạ, và rất là nhiều bot. Hôm nay có thể là gọi là video săn bot của Sĩ Kẹo cũng được. Yo, anh em thấy không ạ? Trời ơi này, họa tiết cây cỏ các thứ này, ui vãi trưởng chưa? Phải nói là đồ họa rất là nét, rất là đẹp luôn này. Trong nhà thì hiệu ứng ánh sáng các kiểu này anh em thấy không ạ? Trời ơi, nhìn này, phê không các bạn? Ui, rất là đã luôn nha. Vâng, một phiên bản đồ họa cao của game Free Fire thì chắc chắn là sẽ cho những cái game thủ, game khác thì người ta sẽ nhìn nhận lại Free Fire là không còn là một game dành cho những máy đồ họa thấp nữa, mà nó đánh vào tất cả những cái loại máy luôn. Và tức là anh em nào mà máy có cấu hình cao, anh em tải phiên bản Free Fire Max. Còn nếu như mà máy của anh em cấu hình thấp thì các bạn tải phiên bản Free Fire bình thường. Và cái điều mà Free Fire ra mắt phiên bản Free Fire Max này ấy, thì nó sẽ như thế này, tập trung cho cả hai phiên bản. Tức là anh em sẽ yên tâm nha, phiên bản Free Fire hiện tại nó sẽ được tối ưu làm sao chơi game cho nó mượt và đối với những dòng máy yếu. Còn Free Fire Max thì sẽ là tập trung phát triển đồ họa này. Ui, anh em thì đã không ạ? Trời ơi, phải nói là rất là phê luôn anh em ạ. Thật sự luôn, đồ họa mình chưa bao giờ, mình chơi game Free Fire nhìn thấy cái đồ họa thế này và mình cũng không nghĩ rằng là sau 21 mùa OB. Và đến bây giờ đây, phiên bản Free Fire Max, mình nghĩ là trong phiên bản OB22 thì nó sẽ được cập nhật chính thức để cho anh em có thể tải về nhá. Còn hiện tại là đang chỉ là server test thôi. Ui, cái đậu xanh này, toàn mấy con bot thôi. Server này có mấy người chơi đâu anh em. Cơ bản là số lượng người thử nghiệm cũng được giới hạn nhá. Nên là tôi nói với anh em rồi mà. Ok luôn, phải nói là anh em thấy không ạ? Đồ họa rất là đẹp luôn, nhìn rất là đã mắt luôn. Anh em có thể nhìn thấy là màu sắc của nó vô cùng là rực rỡ này. Cây cối thì nó đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng luôn. Đấy, anh em thì phê không ạ? Ui, phải nói là rất là đã luôn. Trời ơi, nhìn này. Chưa có video nào mà mình lại khen đồ họa của game Free Fire đẹp nhiều đến như thế này anh em. Từ đầu video đến giờ chỉ có khen đồ họa đẹp, bởi vì là nó quá là đẹp anh em. À, có người à? Cái gì đấy hả? Chú bán ai đấy? Ok lên các bạn ơi, 3 kill nhẹ nhàng nè, và bắn thùng dầu xương xương cái. Yo. Vâng, tôi nghĩ là cái phiên bản Free Fire Max thì nó sẽ ra mắt tầm khoảng tháng 6 nha mọi người nha. Như vậy là hơn 1 tháng nữa chúng ta sẽ chờ đợi phiên bản Free Fire Max ra mắt chính thức. Và anh em có thể là tải về để chơi này. Đấy, dành cho những anh em có máy cấu hình cao. Tại sao mà game Free Fire lại phát triển một cái phiên bản dành cho những máy cấu hình cao như vậy?
cơ bản là để đáp ứng cho những nhu cầu của game thủ đấy. Úi dồi, cái đậu xanh này, anh em cần đồ họa cao thì game Free Fire có đồ họa cao cho anh em chơi luôn đấy. Úi dồi ôi, phải nói là rất là đã luôn nhá. Ok, thì mình vừa làm cái chảo ấy mà. Yes, quá tuyệt vời nhỉ. Let's go. Lâu lâu anh em lượm chảo cái, ví dụ có gì anh em còn để ra sau lưng nhá. Đấy, thì nó đỡ đạn rất là tốt luôn. Ui vãi trưởng, lại là thằng nào đây? Vứt tâm sưng sương cái headshot luôn anh em ạ, rất là dễ. Ok nhá. Được rồi này, tranh thủ lượm thêm một xíu trang bị nữa thôi. Và nếu như các bạn thấy video của Kẹo hay và hữu ích thì các bạn đừng quên đấy là hãy nhấn nút like và nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ui vãi cả trưởng nhỉ. Đứa nào trên này từ từ nha anh em. Tôi sẽ lên phía trên này. Má, chúng mày làm gì đấy? Thể hiện gì trên này? Úi dồi ôi, xương xương cái lên bảng. Rồi nha, thánh niên nào nữa? À đủ. Úi dồi, chạy đi đâu? Chạy đi đâu con sâu này? Từ từ nha anh em. Ui, các bạn thấy chưa ạ? Trời ơi, rất là nhiều trang bị ngon nha. Nói chung là chúng ta có XM8 này, chúng ta có MP40 này. Trời ơi, hai cây súng mình chơi quá là quen tay rồi. Cũng như là sức mạnh của nó trong phiên bản OB21 thì vẫn rất là ngon nên là mình vẫn chơi thôi. À đủ, thằng nào lại nổ súng đấy hả? Mấy con mod này chúng mày làm gì ở đây? Đậu xanh chứ lại. Chơi game thì toàn mod thôi anh em ơi. Làm sao mà để cho mấy con mod nó lộng hành được? Đâu nhở, đây à? Mày này, ui dồi ôi. Thì nói với anh em rồi, không là nhiều anh em bảo chứ xị kẹo làm clip đấu thường chơi với mod. Cái này là đảo thiên đường nha anh em ơi, chỉ có đấu rank thôi. Nhưng mà ở cái server test ấy nó không có người chơi, rất là ít người chơi mọi người ạ. Trời ơi, chắc là được mấy chục người chơi thôi à. Bởi vì là đây là một phiên bản nó giới hạn, chỉ là cho anh em vào test thôi nha. Rồi nha, ok. Và đơn giản thôi, bây giờ thì mình vẫn sẽ tiếp tục đi săn mạng. Và cơ bản thì chúng ta cũng tranh thủ khám phá về cái đồ họa của phiên bản Free Fire Max này. Ai, rất đã luôn. À mà anh em, video này được mình like, tôi hướng dẫn anh em tải phiên bản Free Fire Max nhá. Đấy, phiên bản đồ họa cao nhá. Tôi biết là mặc dù là anh em nhiều dòng máy các bạn chơi game các bạn sẽ không hỗ trợ đâu, nhưng mà anh em cứ tải mà trải nghiệm đấy, cuộc sống mà, có cái gì đâu mà phải ngại đúng không anh em? Rồi nhá. Đây, và chúng ta let's go nào. Mà mày làm gì dưới này? Cái đậu xanh này bắn ai đấy hả? Gặp sĩ kẹo cho tắt điện luôn anh em ạ, thế cho nó nhanh nhá. Rồi nha, ok. Mình xuống dưới này cái đi. À, ở trên là khinh khí cầu thôi anh em, có gì đâu. Tôi lâu lâu kiểu như kiểu người rừng ấy mà. Rồi nha các bạn, anh em có thể gọi mình là người tối cổ, bởi vì thường là mấy cái sự kiện trong game Free Fire mình cập nhật cho anh em rất là chậm ấy. Rồi nha, chúng ta let's go. Ui, đây là đồ từ khinh khí cầu nhá. Vâng, tầm này thì vẫn còn rất là đông thanh niên. Chúng ta còn lại 27 thanh niên cơ mà. Vãi trưởng, thoải mái mà đi săn mạng nhá. Yes, let's go. Ui, mấy cái ngọn núi này như kiểu là núi tuyết vậy anh em ơi. Ở vào đây nhá, đây là nấm nha anh em. Nấm cấp 1 thì phải. Hôm nọ mình chơi mình tưởng cái này là nấm cấp 3 nhưng mà không phải, nấm cấp 1 thôi. Nhá, nó còn có mấy loại đấy cơ. Nấm cấp 2 là 2 chai, nấm cấp 3 là nó có 3 chai, kiểu kiểu như vậy. 3 chai nước đứng trên miếng thịt gì đấy. Rồi nha, đậu xanh. Làm gì đấy? Úi dồi ôi, đã bảo rồi mà, mấy con mod này làm sao chúng mày lại cứ thích bắn nhau nhở? Đậu xanh anh em ạ. Ok, và đây, let's go thôi nào. Ui, ông ngoài này chúng nó lại bắn nhau này. Từ từ anh em, lên xe máy đi sương sương cái nhở. Chúng mày làm gì thế này? Ui, đậu xanh, đâu vậy? Đã gục rồi cơ. Ồ vãi trưởng. À, thì ra là thằng này. Và cũng xong, 10 kill nhẹ nhàng. Yes. Tiếp tục lên xe thôi anh em ơi. Đấy, tôi sẽ lái xe này. Dựng vào đây. Thử nhảy lên thính xem. Nhảy lên thính thì không có được anh em ơi, nên thôi nhá. Tiếp tục chúng ta di chuyển thôi. À, ra đu cắp treo xíu nhở. Đây này mọi người này. Đó, hình miếng thịt đấy. Ok nhá. Miếng thịt này thì sẽ là nấm nhá. Rồi nhá, đu cấp treo cái, lên trên cao thì anh em sẽ ngắm cảnh nó rõ hơn này. Đấy, các ông thấy chưa này, ui dồi ôi. Tôi thấy là cây xanh đỏ tím vàng đủ màu các loại, trông rất là đẹp anh em ạ. Đồ họa phiên bản này thì không có gì để chê cả. Và thật sự tôi cũng rất là mong là phiên bản Free Fire Max nó sớm ra mắt chính thức để cho anh em có thể tải xuống và chúng ta cùng trải nghiệm với nhau đấy.
bắn game phải bắn toàn mấy thanh niên cao thủ chơi mới hay chơi anh em. Ở đây là chơi game đây toàn mấy con boss thôi anh em ạ, vãi cả trưởng. Server này ít người chơi mà. Sớ nha anh em. Let's go lên phía trên này, chúng ta xem là có gì mới không này. Ở đây thì anh em thấy không ạ, rất là nhiều những cái logo Westmaster, tức là những cái người đã leak ra cái bản Free Fire Max này để cho mình test ấy, thì người ta gắn cái logo vào giống như kiểu là ê, chơi phiên bản test này đừng quên tên bố mày nhé, kiểu kiểu thế. Rồi nha, đây anh em thấy không ạ, cái này là đây đấy. Đấy, tôi nói với anh em rồi mà. Đây hình như là nấm ba củ này có ba chai nước này. Đó, ui rồi ôi. Anh em thấy chưa? Rồi nha các bạn. Đây mình sẽ ăn nó luôn. Vâng, và lần này chúng ta sẽ đầy 200 EP luôn. Khá là thú vị nhỉ. Yes, và let's go thôi nào. Ai, phía trước có thính kìa. Chạy qua thính thử coi xem có gì không chưa anh em. Ui, đồng cỏ xanh này. Vãi không? Vãi trưởng không? Trông rất là đẹp luôn anh em. Ui, giống như kiểu là tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, lâu lâu chấm chấm một vài điểm vàng, khá là hấp dẫn và thú vị anh em ạ. Ơ, trên này mấy con boss lại bắn nhau rồi, đậu xanh này. Kìa kìa, thằng nào nó chạy đến kia, làm cái gì đấy hả? Ui, tận hai đứa luôn cơ. Một đứa phía trước này rồi nhá, và còn một đứa phía sau nữa này, cái đậu xanh này. Ơi, và thế là xong. Ui nữa hả, vẫn đang còn này. Rồi nhá, từ từ đã anh em ơi, tôi xử nốt thằng này cái đã. Mày này, làm sao? Hả? Chạy đâu? Chạy đâu em ơi? Úi dồi này. Chạy đâu này? Ơ, và ai cả trưởng. Toàn boss thôi anh em ạ. Thế nên là chơi game nó cũng chán. Nên là hiện tại thì kẹo sẽ kết thúc cái video này tại đây nha. Và anh em đừng quên 10.000 like, hướng dẫn anh em tải phiên bản Free Fire Max. Anh em chơi tốt luôn nhá. Đấy, đồ họa rất là đẹp luôn nhá. Tầm này thì bye bye mọi người, và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.